Thưa quý vị, có thể nói trong đợt mưa lũ lần này ở Tây Bắc có rất nhiều trường hợp thiệt mạng khi mà không ở trong ngôi nhà của mình mà gặp nạn khi ở ngoài nương rẫy hay lán trại. Rõ ràng khi mưa lũ về thì những vị trí như vậy là rất nguy hiểm. Nhưng mà người dân có thể do thiếu thông tin và bị động trong công cuộc ứng phó. Do vậy, trong cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương cần phải tăng cường về thiên tai trong thời gian này để người dân cần phòng tránh. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ này có lượng mưa lên đến hơn 400mm là lớn bất thường và đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Từ năm 2003 cho đến giờ, vùng núi phía Bắc mới lại phải hứng chịu một trận mưa đầu mùa có lượng kỷ lục đến như vậy. Phạm vi của mưa cũng rất lớn trên một diện rộng nên thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc trong nhiều trường hợp tử vong khi đang ở trên lán trại, trông coi nương rẫy, có trường hợp thì tử vong ở ao cá khi mà cố gắng bảo vệ tài sản. Thiệt hại này có thể giảm thiểu được nếu như người dân nhận biết được tình hình lũ về, nắm được những thông tin thời tiết để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn. Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương cần phải tăng cường thông tin, cảnh báo tuyên truyền đến người dân để người dân chủ động phòng tránh. Trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai cùng chính quyền địa phương đã mất nhiều giờ đồng hồ để có mặt tại hiện trường vụ sạt lở cuốn trôi 5 người trong một gia đình khi đi nương rẫy xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để hỗ trợ việc tìm kiếm khắc phục hậu quả.